Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin tay chân run rẩy, giọng thều thào Nguyễn Phú Trọng xuất hiện để lên hình. Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào hôm 1 tháng 9 đã xuất hiện trở lại sau một khoảng thời gian vắng mặt nhằm kỷ niệm 75 năm Quốc khánh. Tuy nhiên, các đoạn clip do báo chí nhà nước đăng tải cho thấy tay chân ông đi hết sức run rẩy và đi lại hết sức khó khăn. Video clip cũng lộ ra những đoạn di chuyển ngắn, đủ cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng không nhìn thẳng mà liên tục nhìn xuống chân vì sợ ngã. Bước đi chập chững, dáng hơi lê lết, chân phải khá yếu, thân người luôn lắc lư khi di chuyển như chiếc thuyền tròng trành. Đây là hình ảnh chụp màn hình của đài truyền hình VTV của Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở hàng đầu thứ hai từ trái qua đi thắp hương ở khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào hôm 1 tháng 9. Bao quanh ông Nguyễn Phú Trọng luôn có một đoàn người giám sát, cuối đoàn có chuyên viên y tế tay cầm cặp sẵn sàng. Giọng nói của vị Tổng Bí thư phát biểu đã hơi run run, yếu hơn và nội dung lặp lại những công ơn của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, lặp đi lặp lại những giá trị trọng đại của bản tuyên ngôn độc lập. Nhìn chung có thể đánh giá là sức khỏe của ông Tổng Bí thư không thật tốt và cần có sự chăm sóc y tế rất sát sao. Điều này cũng lý giải sự vắng mặt của ông trước ống kính truyền thông trong thời gian gần đây. Cũng vào sáng ngày 1 tháng 9 năm 2020, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh để dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh. Các bức ảnh mà Thông tấn xã Việt Nam chụp cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng bước đi có người kế bên nắm tay dìu đi. Trước đó, ông vắng mặt có buổi lễ rất quan trọng là lễ kỷ niệm Quốc khánh vào hôm 28 tháng 8 do ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam chủ trì. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng vắng mặt trong lễ viếng ở lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi con trai ông là Bí thư tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị vừa bị kỷ luật kiểm điểm rút kinh nghiệm do những sai phạm đất đai giai đoạn ông Nguyễn Tấn Dũng còn tại vị. Một bộ ảnh do Thông tấn xã Việt Nam công bố được nhiều báo của nhà nước đăng tải về sự kiện này vào hôm 1 tháng 9 cho hay nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam đã thăm ao cá Bác Hồ và cho cá ăn, cũng như thăm nơi ở và làm việc của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ông Nguyễn Phú Trọng cũng được thấy qua các bức ảnh tặng quà cho các cán bộ nhân viên khu di tích lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và chụp ảnh lưu niệm với họ. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện tại khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh. Hồi cuối tháng 6, nhiều báo chí trong nước đưa tin có tính chất dọn đường rằng nhiều cử tri mong muốn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa để chèo lái con thuyền đất nước. Trong khi vấn đề quan tâm nhất trong những hoạt động của ông Trọng là chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng sắp tới. Mới đây, vào hôm 24 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành một quyết định. Theo đó, hồ sơ, bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh và kiểm tra sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng thuộc danh mục tối mật. Mặc dù quyết định này mới được ban hành, nhưng bấy lâu nay, những thông tin về sức khỏe của các vị lãnh đạo luôn được giữ kín. Đặc biệt như những sự kiện bệnh tật của ông Nguyễn Bá Thanh, ông Trần Đại Quang hay như đối với Đại tướng Phùng Quang Thanh hồi năm 2015, đã có những tin đồn rất xấu về sức khỏe của ông và đến nay cũng không có thêm tin tức nào rõ hơn được xem là chính thống. Sau một thời gian dài vắng bóng trên các phương tiện truyền thông, thì mới đây ông Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục vắng mặt trong buổi lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào hôm 28 tháng 8 năm 2020. Đây là một buổi lễ hết sức quan trọng. Báo Nhân dân cũng cho biết, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc và vợ đã chủ trì buổi lễ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng có mặt tham dự. Mới đây, ông Trọng là cũng có mặt trong quốc tang của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Lê Khả Phiêu, mặc dù ông là trưởng ban lễ tang. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trước đây cũng đã xuất hiện với hình ảnh đi không vững khiến nhiều người phải đỡ. Hồi tháng 4 năm 2019, sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng đã trở thành vấn đề bàn tán ở Việt Nam sau chuyến thăm tỉnh Kiên Giang. Ông Trọng xuất hiện trở lại một tháng sau đó với các hình ảnh ngồi họp với một chiếc ghế có đai vòng quanh bụng, nhưng báo Thanh Niên khi đưa ảnh lên báo giấy trang bìa đã dùng xảo thuật Photoshop để xóa bỏ chiếc đai này. Truyền thông trong nước khi đưa tin về những cuộc họp, sự kiện cũng không thấy hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đâu. Và mãi đến ngày 25 tháng 4, trả lời phóng viên trong buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng đã nói nguyên văn như sau: do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường, bà nói. Tuy nhiên, số lần ông Trọng xuất hiện công khai được ghi nhận vẫn rất hạn chế.
Vào tháng 10 năm ngoái, báo Nhân dân của Việt Nam đã vô tình đưa đoạn video cho thấy ông Trọng bước đi hết sức khó khăn trong cuộc đón tiếp lãnh đạo của Lào. Kể từ đó đến nay, báo đài nhà nước gần như không đưa video nào cho thấy ông Trọng bước đi. Cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ đã bình luận về vấn đề này trên trang Facebook cá nhân với 27.000 người theo dõi. Bài viết với tựa đề "Ông Trọng nên học làm người tử tế" với nội dung như sau. Trong những ngày gần đây, sự vắng bóng trên chính trường Việt Nam của ông Trọng đã làm cho nhiều sự đồn đoán về sức khỏe của vị lãnh đạo quốc gia này đang chuyển biến nghiêm trọng. Đây là hình ảnh lễ tang của cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng không thấy có mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mặc dù ông là trưởng ban lễ tang. Và hai sự kiện gần đây nhất để chứng minh ông Trọng gần như không thể tỉnh táo để đến cho dù ngồi trên xe lăn, đó là đám tang của cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và kỷ niệm 75 năm ngày Quốc Khánh. Nếu ta thấy ở các quốc gia dân chủ và phát triển, nguyên thủ quốc gia của họ gần như phải trình diện trước dân hàng ngày qua những hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, qua những kế hoạch chính sách đã cam kết với nhân dân trước đó. Nếu không đủ sức khỏe thì ít ra cúi đầu trước dân và nói lời xin lỗi vì không đủ sức khỏe để phục vụ nhân dân tiếp tục nữa. Giống như ông Thủ tướng Abe vừa rồi của Nhật Bản. Trong một quốc gia có hệ thống dân chủ, pháp trị thì mọi vấn đề về lãnh đạo gần như minh bạch mọi thứ, từ tài sản đang sở hữu đến sức khỏe như thế nào, dân yêu cầu phải giải trình cho nhân dân biết. Vậy mà, vì sự vắng bóng quá lâu trên chính trường, ông Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành quyết định số 1295 về danh mục bí mật nhà nước với lĩnh vực y tế. Quyết định này, hồ sơ bệnh án, thông tin và kết quả khám bệnh, chữa bệnh và kiểm tra sức khỏe của các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng là tối mật. Nhà bình luận này nói tiếp, hành xử của ông Trọng thể hiện như cách hành xử của một tổ chức mafia thì đúng hơn là một nhà nước. Và tại sao sức khỏe của các vị lại là tối mật? Trong khi đó, nhân dân đóng thuế và thuê các vị chứ đâu phải để ngồi trên đầu nhân dân. Một hành xử quá mật dậy, khinh thường nhân dân. Sức khỏe của các ông như thế nào để nhân dân biết mà lựa chọn người khác lên thay chứ? Nhà bình luận này đặt câu hỏi. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Donald Trump hầu như xuất hiện trước ống kính truyền thông mỗi ngày. Báo chí cũng xăm soi kể cả khi ông đang tháo cà vạt trong đêm với dáng điệu mệt mỏi. Quốc gia đại sự không thể trao phó cho người ngồi xe lăn không vững, không thể chọn người đột quỵ, càng không thể chọn người ngồi xe lăn mà tham quyền cố vị. Tham nhũng quyền lực, bỏ rơi vận mệnh dân tộc đang quá nhiều chuyện cần người tỉnh táo, đủ sức khỏe để đảm trách. Nhà bình luận này nói tiếp, tôi nghĩ người tử tế không có ai hành xử mất dạy như ông Trọng cả. Ông Trọng nên học tập cách làm người tử tế. Ít ra khi thấy sức khỏe không đủ thì nên từ chức đi. Làm sao có chuyện bóp cổ dân, bắt dân đóng thuế, nuôi một kẻ chỉ ăn và nằm, còn không thể tự chủ được như thế. Trong khi đó, dân hàng ngày phải ăn ve sầu với thùng rác kiếm ăn. Ông Phạm Minh Vũ đã đưa ra nhận định của mình như vậy. Và từ Hà Nội, giáo sư Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, chủ tịch Trung tâm Minh Triết dẫn chứng quyết định từ chức của ông Abe là hành động cư xử như một xã hội văn minh. Ông Mai nhận xét như sau. Ông Abe rất có trách nhiệm với dân tộc và chính phủ, người dân của mình. Người ta không còn đủ sức khỏe nữa thì xin tìm người thay thế là người khỏe mạnh, đủ sức chèo chống con tàu, đưa đất nước, dân tộc phát triển. Đấy là một hạnh phúc của dân tộc, của đất nước Nhật. Không giống như những anh chàng lú lẫn ở Việt Nam, già nua, nói trước quên sau, nhưng vẫn bám vào ngôi vị mà không làm đến nơi đến chốn công việc của mình. Và sẽ là một bất hạnh cho quốc gia nào như Việt Nam không có nổi một con người như vậy, như ông Abe, và biết tự trọng, biết khiêm nhường, biết lúc nào ngừng, lúc nào nghỉ. Cái đấy gọi là người vừa có trí, vừa có đức. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nhật Bản Abe vào ngày 28 tháng 8 năm 2020 đã phát biểu xin từ chức vì lý do sức khỏe. Ông Abe nói, từ đáy lòng tôi xin được nói lời xin lỗi quốc dân. Theo nhà báo Ngô Nhật Đăng, từ chuyện không công khai sức khỏe lãnh đạo để có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho tình hình đất nước, ông lập luận tiếp như sau. Hiện tại, chính quyền lực hóa của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, ta thấy đất nước cho đến lúc này rất nhiều chuyện từ dịch bệnh, tình hình thiên tai, phát triển kinh tế mà mấy tháng nay ta chưa hề thấy nguyên thủ quốc gia xuất hiện, thì làm sao đất nước qua được? Nguyên thủ quốc gia vắng mặt, bỏ rơi trách nhiệm lãnh đạo đất nước của mình. Người lãnh đạo đã từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước, muốn thoái hóa kinh tế. Tôi cho rằng tình trạng này sẽ gây ra sự không ổn cho quốc gia. Đồng quan điểm trên, giáo sư Nguyễn Khắc Mai đưa ra nhận định tiếp như sau. Việt Nam cứ coi sức khỏe lãnh đạo như là một bí mật. Vì sao họ muốn giữ bí mật ấy? Vì cái gốc là họ muốn tham quyền, cố vị, không muốn nhường chức cho ai. Đấy là thói xấu,
đạo đức kém, bày trò ra là tự nhiên sức khỏe lãnh đạo trở thành bí mật quốc gia. Vì vậy, theo quan điểm của cá nhân, nhà báo Ngô Nhật Đăng cho rằng, từ chuyện bé như công khai tình hình sức khỏe lãnh đạo mà chính phủ Hà Nội đã bỏ qua, thì chuyện lãnh đạo xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe như các nước khác lại càng khó xảy ra hơn. Ông nói, chúng ta nên coi tư duy một cách rất bình thường là người điều hành quốc gia như một người điều hành công ty chẳng hạn. Người tổng giám đốc khi sức khỏe không còn, không thể điều hành công ty nữa thì nên từ chức. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng chế độ đang cai trị cho thấy tình trạng như thế. Tức là mọi người coi sinh hoạt chính trị thực ra không cần thiết. Đảng coi quyền lực chính trị là độc quyền của mình thì sẽ rất khó có chuyện tự nguyện từ chức. Khi còn độc đảng, còn ý thức hệ thì chắc chắn sẽ không có chuyện họ tự nguyện từ chức. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2020 với bản tin Tay chân run rẩy, giọng thều thào, Nguyễn Phú Trọng cố xuất hiện lên hình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.